Con fashion số 1, con chẳng muốn học đại học một chút nào. Thời gian sao mà trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà con gái của mẹ đã lên lớp 12. Dù đây, chắc mẹ đang kỳ vọng con sẽ đậu vào một trường đại học có tiếng, đi học đại học để không thiệt thòi so với ai. Bạn bè con thì hào hức nghĩ về tương lai, được lên thành phố, khám phá thành thị xa hoa, tụ lập sống một mình, chẳng ai quản. Nhưng mẹ ơi, con xin thú nhận là con đã từng có ý nghĩ không muốn học đại học, nghĩ đến cảnh phải rời xa mẹ con chẳng hề muốn đi học đại học một chút nào đi học đại học con sẽ phải rời xa quê hương xa gia đình nhỏ của mình lần đầu con xa nhà bước vào môi trường học tập mới ở một thành phố lớn với bao cạm bẫy liệu con có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi trông gai thử thách của cuộc đời hay không xa mẹ liệu con có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi nhớ nhà nhớ quê hay không bao câu hỏi cứ dồn dập trong đầu con con vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé và được mẹ bao bọc yêu thương chiều chuộng hết lòng nên chẳng muốn đi đâu hết chỉ muốn mãi là em bé của mẹ thôi con vẫn ghen tị với các bạn sinh ra ở các thành phố lớn việc đi học đại học sẽ chẳng khác mấy hồi học trung học phổ thông bởi cuối ngày các bạn ấy vẫn được về nhà với bố mẹ của mình còn con thì phải đi quãng đường xa tận mấy trăm km mỗi lần về nhà cũng sẽ thật khó khăn Số lần về nhà vì thế mà ít dần, ít dần, rồi những lần nhớ mẹ, con sẽ chẳng thể chạy về nhà ngay. Đi học đại học, con sẽ chẳng còn được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ đi làm từ sáng đến tối, từ thứ hai đến thứ sáu, vậy nên cuối tuần sẽ là ngày con vui nhất, bởi đó là ngày nghỉ của mẹ. Mỗi thứ bảy đi học về, niềm vui của con là có mẹ chờ sẵn ở nhà. Vì vậy, vừa về đến cổng, con sẽ gọi mẹ thật to, chẳng phải vì có việc gì đâu mà chỉ để nghe tiếng mẹ, xác nhận là mẹ đã ở nhà chờ con. Như một thói quen, mẹ sẽ chuẩn bị những món con yêu thích nhất để chờ con đi học về, nhìn thấy mà vui. Ngày hôm đó dù có năm tiết học, con cũng chẳng thấy mệt chút nào. Lên đại học, con đi học cả ngày về mệt, bước về một căn phòng xa lạ, lúc đấy sẽ nhớ mẹ biết bao. Đi học đại học, dù không muốn, nhưng rồi con cũng phải đối diện với sự thật ấy. Mẹ yêu thương con nhiều như vậy, nên chỉ còn mấy tháng nữa thôi con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đậu nguyện vọng một và không phụ lòng của mẹ con tin đây sẽ là thử thách mà con phải đối mặt để trở nên tự lập và mạnh mẽ hơn để trưởng thành và thực hiện những ước mơ của mình con cần phải bước đi trên con đường riêng nhưng mẹ ơi con tin là dù con có ở đâu đi đâu thì con vẫn sẽ luôn có mẹ yêu thương và ủng hộ mẹ sẽ là động lực lớn nhất để con cố gắng mỗi ngày